Xin mến chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì anh em DVH là rất là vui mừng là tiếp tục những cái tháng ngày vui vẻ đầu năm đây, trong cái không khí đầu năm vui xuân còn chưa hết thì rất là vui mừng lại được lên dàn những cái dàn AJ mới cho các bác đam mê âm thanh và cho thuê loa đài trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì DVH là nhận được cái đơn hàng của chú Tuyến ở Mê Linh Hà Nội là đặt DVH là gồm có ba cặp AJ là bát neo tép neo. Con này là tép neo bi côn 75 các bác nhé. Con này là tép neo bi côn 75 này. Tép neo bi côn 75 nhập hàng hãng luôn. Và bát là củ JB2262 các bác nhé. Củ trông như là cái đầu tên lửa ấy. Đây này. Vừa hôm trước thì DVH lắp cho chú Thao ở bên Bắc Ninh có một bộ, thế là chú Tuyến tình cờ xem được rất là thích. Hôm vừa rồi lại lắp thêm được một bộ nữa, thế là chú Tuyến thấy hay hay thì là mới gọi cho DVH là đặt hàng, thì cũng rất là cảm ơn cái sự tin tưởng và ủng hộ của chú. Thì trước mắt các bác đang xem là có 6 chiếc AJ đơn, một bát 30, một kèn từ neo. Ở bên này thì anh Hiên đẹp trai đang hàn phân tần, và ở ngoài này là mấy đứa tranh tránh ra nào. Ngoài này thì là của chú là còn một cặp xúc kép nữa. Đây một cặp xúc kép nữa. Đây làm xong rồi chưa dán tem. Đây này. Xúc kép bát 50, con này là cũng là cấu hình là neo luôn. Bát neo, neo bi côn 125 ạ. Neo bi côn 125 các anh nhé. Đây là chú chơi là đồng bộ từ neo luôn. Thì trước đây thì chơi cái từ thường nó khá là nặng, không hiệu quả. Thì là có đặt ở bên DVH là giáp cho một dàn là từ neo luôn. Đấy thì loa thì đã xong cho chú rồi. Thì chú mấy hôm nữa hẹn mấy hôm nữa đẹp ngày là chuyển lên là lắp ráp thôi. Đấy, hôm nay là mới ráp sẵn chứ chưa đi bàn giao. Xúc kép này, con này là thùng thùng chống nước các bác nhá. Thùng này là thùng JBL 728, thùng JBL 728, thùng nó là chống nước luôn. Đây là cái mặt điện lưới, mặt cái căng của nó này rất là phẳng, cái căng của nó phẳng phiu luôn các bác nhá. Nói chung là với một cái cấu hình, với một cái dàn loa như vậy thì cái mức đầu tư nó cũng không phải là quá cao. Chưa đến 100 triệu là các bác đã có thể sở hữu được một dàn âm thanh là đồng bộ từ neo luôn. Súp cũng là súp neo và AJ cũng là AJ từ neo luôn các bác nhé. Đấy, với một cái mức đầu tư nó rất là hợp lý thôi, đã có thể sở hữu được một dàn. Thì các bác đến đám, các bác chồng dựng đứng một cặp dựng đứng một cặp súp kép lên và chồng ba cặp AJ lên. Mỗi vế sẽ là một chiếc súp và ba chiếc AJ. Và có một cái điểm nó khá là đặc biệt như là đã hẹn trước. Thì cái con AJ này, cái khoảng bề ngang của con AJ này thì nó to bằng đúng bằng cái bề ngang của con súp khi mà chúng ta dừng đứng. Thì khi chúng ta chồng lên nhau ấy, như cái clip của hôm qua em quay ở cái nhà hàng Phương Nguyên đó các bác, thì cái con súp kép ấy dựng đứng lên và đặt AJ lên nhìn trông nó rất là vừa, nó khít vào nhau các bác nhá, trông nó liền khối và nó phẳng. Chứ cái con loa nó không bị lọt vào trong con súp, và con nó cũng nói chung là không có con gì lòi ra khỏi con gì cả. Nhìn trông rất là mát mắt các bác. Tức là loa và súp mình nhìn nó cảm giác nó đồng bộ và nó liền khối với nhau, trông nó liền khối rất là đẹp các bác nhá. Và với cái cấu hình AJ như này thì chơi những cái đám cưới hoặc là những cái chương trình sự kiện nhỏ nhỏ, oánh ở sân đình, sân chùa hoặc là sân nhà văn hóa thì ok luôn. Và những cái chương trình mà nó oánh nó đòi hỏi lớn hơn thì cần bổ sung thêm loa các bác nhá. Là oánh hai cặp súp kép với cả 6 cặp AJ này thì oánh tưng bừng luôn. Còn một cặp súp kép và ba cặp AJ này thì mình nghĩ là oánh đám cưới thì là tha hồ rồi. Thao hồ oánh đám cưới rồi, hoặc là oánh những cái chương trình ở sân đình, sân chùa thì là ok luôn các bác nhé. Bát này, củ này là củ JBL2262 này. Con này thì, cái loại bát này thì nó tản nhiệt rất là nhanh. Bát này nó tản nhiệt rất là nhanh các bác nhé. Nó dùng chính cái khung xương này của nó bằng nhôm này. Dùng chính cái khung bằng nhôm này để nó tản nhiệt cho cái cuộn dây ở trong. Thì nó hoạt động thì nó sẽ được mát, nó làm mát cuộn dây, mình oánh nó sẽ lâu chết hơn. Nói chung là DVH bán cái dòng AJ mà lắp cái củ này rất là nhiều rồi. Các bác mà hay theo dõi kênh của DVH này chắc chắn là cũng biết cái củ này rất là nhiều, lắp cho rất là nhiều bác rồi. Và oánh thì chưa thấy bác nào kêu cháy cả, vì nó tản nhiệt rất là tốt, tản nhiệt ra cái khung xương rất là tốt. Đấy, với một cái cấu hình này thì DVH báo giá với cho các bác luôn là 12 triệu một cặp AJ này nhá. Thùng rất là đẹp ạ. Thùng này là gỗ dán 11 lớp nhá, thùng chống nước, súp kép cũng vậy, súp nó cũng là gỗ dán chống nước luôn, thùng rất là đẹp, các bác đi làm trời mưa thoải mái luôn, nó không bị lở thùng như là các cái dòng gỗ giấy ngày xưa. Đấy, nói chung là đi làm này trồng lên loa rất là đẹp. Phải nói là từ đợt Tết đến giờ DVS là nhận rất là nhiều các cái đơn hàng lắp loa AJ, gần như là cứ một hai hôm lại có bác đặt loa AJ này bán quá nhiều luôn, các bác nhá.
Hả? Không không không, con này. Đấy, với một cái cấu hình như này các bác đi làm nó cũng không tốn quá nhiều sức khỏe. Loa của DVH dựng lên rất là nhẹ các bác nhá. DVH có 5 6 năm trong cái nghề cho thuê loa đài rồi. Nói thật với các bác là xuất phát điểm là ngày xưa là em cũng đi cho thuê loa đài nên là em cũng biết cái nghề này. Làm lắm hôm nó rất là mệt nhọc, nó rất là vất vả. Và đặc biệt là những cái chương trình mà mình phải dọn ban đêm, đêm khuya rồi mệt mỏi, bia loa nặng là một cái nỗi ám ảnh. Một nỗi ám ảnh của anh em âm thanh. Thì loa của DVH là giải quyết được về cái vấn đề trọng lượng. Mỗi chiếc loa này nó chỉ nặng khoảng độ 24 cân. 24 cân một chiếc các bác nhá. Một người mà bê một chiếc loa này, với một người bình thường bê một chiếc loa này thì là quá nhẹ rồi. Còn nó súp kép của DVH, súp kép Nelby Cool 125 thì nó sẽ nặng khoảng độ 65 cân một chiếc các bác nhá. Khoảng khoảng thôi, mình cũng chưa cân rõ lắm. Mình bán loa nhiều thì cái kinh nghiệm cá nhân thì mình nhớ bướm thôi. Đấy thì các bác về vấn đề bê vác sẽ rất là nhẹ nhàng. Và về cái chất lượng âm thanh, về cái chất lượng âm thanh thì DVH cũng có test rất là nhiều rồi. Những cái dòng loa từ neo như vậy thì tiếng rất là sáng và nó bay xa. Cái tiếng micro của mình ấy, nó rất là lợi lời các bác nhá. Cái tiếng micro vào những cái loa neo này nó lợi lời và hát nó bay tiếng kinh khủng luôn. Các bác chơi những cái dòng loa neo rồi thì mới biết. Còn các bác mà đang chơi những cái dòng loa full, loa thùng ấy thì chắc chắn là chơi sang loa neo này thì sẽ mê luôn. Và cái tem đây nhá, hiện tại đây là cái mẫu lưới này. Lưới thì là nó làm nó dập chìm cái rỗng ở giữa này xuống một tí, làm cho nó cách điệu đi một tí thôi. Thì hiện tại cái tem này thì các bác dán tem gì cũng được. DVH là chỉ dán mẫu một cái thôi. DVH để bán loa cho các bác nhưng mà chưa dán tem nhá. Thì về chỗ chủ tuyến thì thích dán tem gì thì dán. Ví dụ nhà dán tem JBL như vậy cũng được, hoặc là RCF, hoặc là Martin, nói chung là gì cũng được. Quan trọng là cái chất loa của mình chứ không phải là mình bán cái thương hiệu các bác nhé. Thương hiệu thì mình chẳng thích nhái của ai. Nói chung là loa của mình làm ra nó chỉ có như vậy thôi. Còn nó khán giả về thích dán tem gì thì dán, đấy là quyền của khách hàng. Đấy, con bát này nhìn trông đẹp thật. Phải nói là nhìn từ trên xuống trông nó như là cái quả tên lửa các bác. Nhìn con bát này trông như là cái quả tên lửa. Quánh rất là ác, con bát này quánh dã man luôn. Đấy, với một cấu hình như vậy DVH là dựng lên với mức giá nó khoảng độ 90 triệu các bác nhé. 90 triệu giá này là DVH này sẽ kể cho các bác luôn là cái lít thiết bị là gồm có 3 cặp A dây này, 1 cặp súp kép này, 2 con đẩy 4 kênh để chạy A dây này, 1 con đẩy 2 kênh hiểu ánh súp này, 1 bộ micro không dây khá là khỏe, sóng khỏe luôn nhá, sóng bao khỏe 70-80m, 100m luôn. Và 1 con vang số này, 1 bộ quản lý nguồn này và 1 bộ tủ máy này, và toàn bộ dây jack kết nối trong tủ máy và 2 sợi dây cáp loa các bác nhé. Dây cáp loa nói chung là đầy đủ luôn, nó sẽ rơi vào khoảng độ 90 triệu các bác nhá. Đấy, các bác mà đang có ý tưởng và đầu tư về cái là âm thanh A dây các thứ, các bác mà muốn đầu tư nâng cấp các cái hệ thống âm thanh thì vui lòng alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và được báo giá chi tiết các bác nhá. Đấy, với một cái dàn nó như vậy, một cặp súp kép từ neo, 3 cặp A dây từ neo luôn, và giá chỉ khoảng 90 triệu thôi, và toàn bộ dàn máy luôn các bác nhá, tất tần tật dàn máy luôn. Và đến cuối video thì DVH cũng rất là xin chân thành cảm ơn ở chỗ chú Tuyến đã đặt hàng tin tưởng và ủng hộ bên cháu. Thì cái này thì mấy ngày nữa thì đẹp ngày thì chú xuống thì sẽ bàn giao sau. Hôm nay thì cứ lắp sẵn để vào đây đã. Ok nhá, xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả quý đã theo dõi clip của DVH. Và xin chúc các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là tốt lành. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.